Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mr. Jerome. Những lần các câu lạc bộ bị Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn của cầu thủ, Arsenal chính thức gia nhập danh sách đen những cái tên bị tẩy chay tại Trung Quốc. Tất cả vì những phát ngôn của tiền vệ Mesut Ozil. Mesut Ozil khi còn đỉnh cao phong độ là một trong những tiền vệ tài hoa nhất trên thế giới. Tuy nhiên hiện tại, ngôi sao người Đức không còn giữ được hình bóng năm xưa. Đã thế, anh còn thường xuyên tham gia vào những cuộc tranh luận liên quan đến chính trị không cần thiết, gây ảnh hưởng gián tiếp đến câu lạc bộ chủ quản. Cùng Mr. Zero tìm hiểu về những lần các câu lạc bộ bị Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn của cầu thủ nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. Rất nhiều fan của Arsenal ở Trung Quốc đã phải kêu trời khi Trung Quốc đã hủy bỏ lịch vé trận cầu tâm điểm giữa Arsenal và Manchester City vào đêm Chủ nhật ngày 15 tháng 12. Arsenal chính thức gia nhập vào danh sách đen những cái tên bị tẩy chay tại Trung Quốc. Tất cả chỉ vì những phát ngôn của tiền vệ Mesut Ozil. Mặc dù câu lạc bộ Arsenal đã tuyên bố không liên quan đến phát biểu trên mạng xã hội của ngôi sao từng vô địch World Cup năm 2014, hãy cùng tìm hiểu xem tại sao đội bóng hàng đầu nước Anh bị Trung Quốc tẩy chay nhé. Mesut Ozil, sinh năm 1988, là tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ và đang chơi bóng cho câu lạc bộ Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Mesut Ozil là một trong những tiền vệ tài hoa trên thế giới khi còn ở phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên hiện tại, ngôi sao người Đức không còn giữ được hình bóng năm xưa. Trong hơn một năm qua, Mesut Ozil đang dần đánh mất chính mình và không còn chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia Đức. Sau chuỗi phong độ tệ hại ở World Cup năm 2018, cựu sao Real Madrid đã bị các cổ động viên chỉ trích dữ dội. Thậm chí anh còn quyết định từ bỏ không thi đấu dưới màu cờ sắc áo của tuyển Đức nữa. Khi cho rằng mình bị đối xử không công bằng, thứ mà Ozil đã liên tiếp đăng trên Twitter nhiều lần, nói về tư tưởng phân biệt chủng tộc và không được tôn trọng. Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Arsenal cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Kể từ đầu mùa giải năm 2019-2020 đến nay, cầu thủ này chỉ mới ra sân được 10 trận trên mọi đấu trường. Rất nhiều nguồn tin đều cho rằng anh sẽ sớm rời Emirates. Đã thế, anh còn thường xuyên tham gia vào những cuộc tranh luận liên quan đến chính trị không cần thiết, gây ảnh hưởng gián tiếp đến câu lạc bộ chủ quản. Ngày 12 tháng 12, tài khoản Weibo chính thức của Premier League thông báo rằng đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sẽ phát sóng trực tiếp trận cầu tâm điểm giữa Arsenal và Manchester City. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 12, Mesut Ozil đã viết một bài thơ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trên mạng xã hội Twitter. Phát biểu đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến Arsenal và fan hâm mộ đội bóng này tại Trung Quốc. Bài đăng của Ozil chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng thiểu số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Anh gọi người Duy Ngô Nhĩ là những chiến binh chống lại cuộc đàn áp và chỉ trích sự im lặng của cộng đồng Hồi giáo. Trong bài này, Mesut Ozil đã viết: King Grand đã bị đốt, nhà thờ Hồi giáo đã bị đóng cửa, các lớp học về giáo lý và hướng đạo Hồi giáo đã bị cấm. Các học giả tôn giáo bị giết từng người một, bất chấp tất cả điều này, cộng đồng Hồi giáo vẫn im lặng. Rồi tiền vệ này đặt câu hỏi, họ không biết rằng đồng tình với bức hại chính là bức hại hay sao? Bài thơ ngay lập tức gây chấn động và phản ứng quyết liệt trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFF đã tuyên bố, những bình luận của Ozil rõ ràng gây tổn thương cho các cổ động viên Trung Quốc đang sát theo anh ta. Và đồng thời, những bình luận đó cũng gây tổn thương cho tình cảm của người dân Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận được. Chế độ Trung Quốc trước nay vẫn phủ nhận việc họ đàn áp người Ngô Duy Nhĩ mà là họ đang thực hiện chiến dịch chống khủng bố. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền, có từ 1-2 triệu người, đa số là người Hồi giáo, Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại tập trung khắc nghiệt ở tại Tân Cương, nơi mà Trung Quốc gọi là các trung tâm giáo dục dạy nghề. Hạ viện Mỹ hồi đầu tháng 12 cũng đã thông qua đạo luật Ngô Duy Nhĩ năm 2019 để bảo vệ nhân quyền cho cộng đồng thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương với đa số phiếu tán thành là 407 phiếu thuận, 1 phiếu chống. Đạo luật này sẽ chờ Thượng viện thông qua chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Câu lạc bộ Arsenal đã nhanh chóng cố gắng tách biệt phát ngôn của Ozil với quan điểm của đội bóng. Tài khoản Weibo của câu lạc bộ Arsenal lập tức đưa ra thông báo về những ý kiến của Mesut Ozil trên mạng xã hội ngày 13 tháng 12. Câu lạc bộ bóng đá Arsenal cần phải đưa ra tuyên bố làm rõ những nội dung Ozil phát biểu đều là quan điểm cá nhân của anh ấy. Arsenal với tư cách là một câu lạc bộ bóng đá luôn tuân thủ nguyên tắc không liên quan đến chính trị. Nhưng phản ứng của họ vẫn không xoa dịu được làn sóng giận dữ trên mạng của cổ động viên Trung Quốc. Đã có hàng loạt bày tỏ giận dữ của cổ động viên Trung Quốc đối với bài đăng của Arsenal trên Weibo. Trong đó, một người còn đăng ảnh một chiếc áo thi đấu của Ozil bị cắt vụn bên cạnh một chiếc kéo và những người khác yêu cầu ngôi sao này phải bị trục xuất khỏi câu lạc bộ Arsenal. Sự việc vẫn không được dẹp yên và còn tiếp tục nóng lên.
khi không lâu sau đó, chính quyền Trung Quốc đã cấm chiếu toàn bộ những trận đấu của Arsenal trên lãnh thổ đất nước này, bao gồm trận đấu với Manchester City diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Chưa dừng lại ở đó, phong trào tẩy chay đội bóng Emirates đang xuất hiện ngày một nhiều, đưa fan của Trung Quốc yêu thích đội bóng pháo thủ vào tình thế vô cùng khó xử. Có lẽ Ozil nên tập trung tinh lực để thể hiện trên sân cỏ thay vì vướng vào những sự việc nhạy cảm như thế này, để rồi phải hứng chịu nhiều phản ứng trái chiều về phát ngôn của mình. Về phía Arsenal, mặc dù khẳng định không liên quan đến phát ngôn của cầu thủ đăng tải trên mạng xã hội, nhưng họ cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất sau lệnh cấm của Trung Quốc. Đây là một tổn thất không nhỏ bởi Trung Quốc là một trong những quốc gia có số lượng người theo dõi giải đấu Premier League nhiều nhất thế giới, đồng thời cực kỳ chịu chi cho các vật phẩm, đồ lưu niệm, đặc biệt là cộng đồng fan pháo thủ ở đây cũng không hề nhỏ. Mesut Ozil, 2 năm trước, năm 2017, cũng từng có một câu lạc bộ phải trả giá đắt vì hành động thiếu suy nghĩ của cầu thủ đội nhà. Chỉ vì phát ngôn mang tính bồng bột của tài năng trẻ Kennedy, Chelsea đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người Trung Quốc. Kennedy gia nhập Chelsea vào năm 2015 sau khi rời câu lạc bộ Fluminense. Trước khi được Chelsea đem cho West Ham mượn, anh được đánh giá là cầu thủ có lối chơi tương đối ấn tượng ở cánh trái trong mùa 2015-2016. Mọi việc bắt đầu từ hành động đùa cợt mang tính miệt thị của tiền vệ Kennedy trên mạng xã hội khi anh đang cùng đồng đội thực hiện chuyến du đấu ở Bắc Kinh, nơi Chelsea có trận giao hữu với Arsenal. Cụ thể, Kennedy đã khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ sau khi đăng tải một đoạn video lên trang cá nhân Instagram và sử dụng những lời lẽ miệt thị mang tính phân biệt chủng tộc với người dân Trung Quốc, dù rằng anh chàng đang có mặt tại đất nước này. Cầu thủ này thậm chí đã dùng từ Buratina trong đoạn clip mà anh đăng tải. Bura là một từ nói tục trong tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời Kennedy còn quay lại một người đàn ông Trung Quốc đang ngủ gục kèm theo dòng chú thích. Akoda China Vasilao, tạm dịch là hãy thức tỉnh đi lũ Trung Quốc ngu ngốc. Ngay lập tức, hai đoạn video này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Họ la ó Kennedy liên tục trong trận Chelsea thắng Arsenal 3-0 ở sân vận động Tổ Chim hôm đó. Sau khi nhận gạch đá, Kennedy đã lập tức gỡ bỏ đoạn video nói trên và lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích rằng những từ ngữ mà anh dùng không có ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng chỉ được thốt ra trong một phút bốc đồng. Xin chào các bạn, tôi rất lấy làm tiếc nếu có ai đó phiền lòng vì những từ ngữ tục tĩu. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi phân biệt chủng tộc, chỉ là một cách nói thôi, thân ái. Câu lạc bộ Chelsea cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng khi công bố một bức thư xin lỗi khá dài và khẳng định sẽ kỷ luật Kennedy. Chelsea xác nhận Kennedy đã bị cảnh cáo và phạt nghiêm khắc vì đã đăng tải những thông điệp công kích người Trung Quốc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên. Chelsea đã đón nhận sự mến khách và cuồng nhiệt từ các cổ động viên ở Trung Quốc ở sân vận động Tổ Chim. Tuy nhiên, chúng tôi rất bất ngờ và thất vọng khi một trong những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Kennedy đăng tải những thông điệp gây xúc phạm nghiêm trọng và làm tổn thương người hâm mộ ở Trung Quốc trên mạng xã hội. Chelsea muốn gửi tới lời xin lỗi tới người hâm mộ Trung Quốc về sự việc trên. Một lần nữa, câu lạc bộ chân thành xin lỗi các bạn. Kennedy đã mắc sai lầm nghiêm trọng và cậu ấy sẽ rút ra bài học rất lớn từ đó. Hành động của Kennedy không đại diện cho toàn bộ đội bóng và không phù hợp với mong muốn và yêu cầu của câu lạc bộ đặt ra cho các cầu thủ trẻ. Kennedy đã bị kỷ luật nghiêm khắc. Các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu truyền thông gỡ bỏ toàn bộ các tin bài về chuyến du đấu của Chelsea. Thậm chí, từ nguồn tin Bộ Ngoại giao lúc đó cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng khả năng cấm quảng bá thương hiệu Chelsea ở Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cũng đã có bài bình luận về vụ việc này ngay sau khi đội kỵ binh Hoàng gia đăng tải lời xin lỗi. Bài viết có đoạn: với những kẻ gây rắc rối, tốt nhất là các anh nên im lặng. Nếu không học cách tôn trọng người khác, các anh sẽ không được tôn trọng. Dù xin lỗi, nhưng Kennedy vẫn chống chế về hành động của mình. Lời xin lỗi của Chelsea là hành động tối thiểu mà câu lạc bộ này phải có. Sự hiếu khách của người Trung Quốc không dành cho những vị khách như thế này. Chelsea nên bị chúng tôi đối xử như người dân trong tương lai. Một hành vi thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nặng nề và Chelsea đang phải đối mặt với điều ấy sau hành vi của Kennedy. Đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ nước ngoài dính líu đến scandal làm nhục quốc thể tại Trung Quốc. Trước đó, Ezequiel Lavezzi cũng phải công khai xin lỗi người hâm mộ vì hành vi chế giễu nét đặc trưng của người dân châu Á. Đó là bức ảnh gây tranh cãi được chụp tại trại tập huấn trước mùa giải của Hà Bắc Cơ Trung ở Tây Ban Nha hồi tháng 2 năm 2017. Trong bức ảnh này, Lavezzi dùng ngón tay kéo hai mắt híp lại, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng cầu thủ này có ý phân biệt chủng tộc, chế giễu đặc điểm mắt híp của người Đông Á, khiến nhiều người đời đuổi Lavezzi khỏi đất nước này. Ngay sau đó, Ezequiel Lavezzi đã gửi lời xin lỗi đến công chúng. Anh cho biết đó chỉ là yêu cầu của ban tổ chức giải ngoại hạng Trung Quốc về một bộ ảnh trong mùa giải tới. Anh chỉ muốn bức ảnh trở nên hoạt náo, thú vị hơn bằng một khuôn mặt hài hước. Đồng thời, rất may cho cựu cầu thủ của PSG khi câu lạc bộ chủ quản đã đứng lên thay mặt xin lỗi toàn thể cổ động viên nước nhà.
Các bạn vừa xem qua những lần các câu lạc bộ bị tẩy chay về hành vi bốc đồng của các cầu thủ. Còn trường hợp nào mà clip này chưa đề cập đến? Hãy bổ sung vào cho chúng mình bằng cách comment và bình luận ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!